cái nhà ơi, cái cây cúc mai của em hôm nay là ngày thứ ba rồi nè. Màu hoa nó nở vẫn còn tươi trong, vẫn còn đẹp và độ phùng vẫn lên cao cả nhà. Trời ơi, đây em đặt ngón tay vào cho cả nhà mình cùng xem nha. Đó ha. Cũng tầm khoảng 3 ngón rồi cả nhà. 3 ngón tay rồi nha. Đó cả nhà nhìn nè. Ồ coi nè ha, độ phùng rất là đẹp nha. Bạch mai quấn, cúc bạch mai quấn nha cả nhà. Đó thì em vẫn muốn quay cho cả nhà mình xem ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba và ngày mai tiếp tục em quay tiếp ha. Đó. Đây cả nhà nhìn nè. Ồ coi nè, em quay cho cả nhà mình xem độ phùng nha, và cái đọt của nó là đọt màu hồng hồng ha. Đó, đây. Đây là ngày thứ ba nha, hoa vẫn còn tươi và vẫn còn tuyệt vời lắm luôn nha. Đó, em đặt ngón tay cho cả nhà mình cùng xem nè. Đó, không phải nhỏ đâu nha. Cái này là nụ gió thôi mà nó như vậy nè cả nhà, chứ còn nếu mà chúng ta ghép vào cây đủ lực thì nó nở bự lắm ha. Rồi, ai thích cây giống alo cho em nha, và hãy cùng theo bước chân em để xem cây giống nha cả nhà. Đây là mặt hoa chính chủ của vườn mai chích chè bông nha. Đây cả nhà, cúc bạch mai thì cả nhà, cái này em cũng đảm bảo giống cho chúng ta 100%. Cả nhà biết rồi, loại này thì bên vườn mai em đã test mặt hoa rồi ha, mặt hoa chính chủ của em luôn. Đây, đó, một số cây nó nhỏ mà nó có nụ như thế này nè cả nhà. Đó, đây hàng cúc bạch mai thì em thấy cũng rất là dễ tạo nụ nha, rất là dễ tạo nụ đó. Cái này về có mấy cây nó có nụ này chúng ta cũng kiểm tra mặt hoa được. Có cây thì xum xuê như thế này nha cả nhà. Đó, rất là tuyệt vời luôn ha. Rồi, cái hàng tuyến vua thì 200, còn hàng cúc bạch mai là 250 nha. Đó, nếu mà chúng ta lấy hai cây bên em sẽ bao ship, và lô này đặc biệt là rễ đẹp không nha cả nhà. Rễ đẹp không nha. Đó, nút nụ nè, cả nhà nhìn nè, nó nhỏ mà nó có vỏ. Trời ơi coi nè, cây nào nó cũng có nụ nhóc hết trơn luôn ha. Rồi, tiếp tục. À, đây nè, mấy cái lá nó ra đẹp ghê nha cả nhà. Tiếp tục hàng bên đây là hàng giảo tự xoắn nha cả nhà. Đó, tự xoắn này thì cái lô này phải nói là nó đẹp lắm. Nó xum xê như thế này nè cả nhà. Nụ nhóc luôn nha. Loại này thì em bán giá 100.000 cây nha cả nhà. 100.000 cây. Đó, ba cây thì bên em bao ship nha. Rễ nè, lò xo đủ kiểu nha cả nhà. Lò xo đủ kiểu đây. Đó, rễ đủ kiểu ha. Nó lăng quẳng như thế này. Về lấy bao vô tư luôn nha. Rồi, lô này em bán giá 100.000 cây nha cả nhà. 100.000 cây nha. Nếu chúng ta lấy ba cây bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn ha. Rồi, ai thích loại nào alo cho vườn mai nhà em nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.